Vâng, và xin mời tất cả các bạn, chúng ta cùng chiêm ngưỡng em nó ở ngay phía dưới đây thôi. Xin mời tất cả các bạn. Nào, các bạn thấy cái tay có đẹp mê hồn không ạ? Vâng, rất là tinh tế và tuyệt vời đúng không ạ? Vâng, xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với chuỗi các video dạy thời trang miễn phí chuyên nghiệp của Vũ Trần Đức Hải Master. Thưa các bạn, ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta làm nhanh một cái mẫu đầm rất là tuyệt vời này. Đây là một cái mẫu đầm mà nó có một cái dáng ở phần thân thì khá đơn giản thôi, rất đơn giản. Tuy nhiên, nó có cái phần tay rất là đẹp và rất là lạ, đúng không? Bạn sẽ thấy rằng đây là một cái phần tay mà hai tay nó lại nối liền với nhau, được chưa? Và nó lại tạo ra thành một cái nơ liền từ trên cổ xuống phía dưới hai cái tay. Rất là đẹp, nhìn vừa giống như là một cái nơ, lại vừa giống như kiểu là một cái khăn choàng vào cổ. Đấy, và trông nó rất là quý phái, rất là lady. Đó, thế thì ngày hôm nay Vũ Trần Đức Hải sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm cái mẫu này. Nhìn mẫu này là nó rất là khó, nhưng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm đơn giản nhất. Và bạn có thích điều đó không ạ? Nếu bạn thích điều đó thì bạn hãy ghi chữ tuyệt vời quá xuống đây để chúng ta bước vào bài giảng của ngày hôm nay. Xin mời tất cả các bạn. Vâng, thưa các bạn, để chúng ta trước khi chúng ta bước vào làm thì chúng ta hãy nhớ cái quy trình chuyên nghiệp mà tôi đã từng nói với các bạn, đó chính là chúng ta vẽ cái bản mẫu phác thảo nhá. Thì cái việc mà chúng ta vẽ bản mẫu phác thảo này nó rất là tốt cho cái việc mà các bạn sẽ phân tích được cấu trúc của nó này, rồi nó rất là tốt cho cái việc mà bạn trở nên con người chuyên nghiệp làm bài bản nhá. Và chúng ta dùng chính cái mẫu, cái hình ảnh vẽ này làm cho lúc mà quá trình các bạn may á, thì người thợ may chỉ cần nhìn vào đây là biết là cái miếng nào với miếng nào, họ rất là dễ tưởng tượng, chứ không cần phải bàn giơ điện thoại cho họ nhá. Và mình dùng luôn cái này để mình quản lý mẫu, để mình làm cái hình ảnh đại diện để chứa cái túi dập, dán vào cái túi chứa cái dập này đó. Vì vậy tóm lại là tôi rất là mong muốn các bạn hãy luyện tập vẽ. Thì rất nhiều người cảm thấy rất là khó vẽ bởi vì nói rằng không khoa hoa tay. Thì các bạn yên tâm là các bạn chỉ cần có cái form này thôi nhá. Có cái form này thì các bạn sẽ vẽ được rất là dễ dàng, các bạn vẽ rất là dễ dàng nhá. Thì để có cái form này thì tôi sẽ tặng cho các bạn miễn phí nhá, khi mà bạn mua cái sản phẩm này nhá, mua cái bộ dập này. Bởi vì tất cả những cái mẫu chúng ta làm thì chúng ta cần phải phát triển trên bộ dập này. Bạn nào chưa có thì liên hệ sớm với chúng tôi để có bộ dập ở trên tay. Đây là bộ dập gốc siêu chuẩn nhá, chuẩn nhất Việt Nam, và đang có hàng nghìn người ở Việt Nam cũng như trên thế giới sử dụng bộ dập đẳng cấp này. Thì để mua bộ dập này với cái giá ưu đãi, bạn có hai cách. Một là bạn để lại số điện thoại của mình xuống phía dưới này, phần comment này. Hai là bạn gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 0792-666-128 để mà nhận cái giá ưu đãi. Giá bây giờ của nó đang là 460.000 và giá ưu đãi là 395.000 nhá. Các bạn cứ liên hệ với chúng tôi là tôi sẽ tặng bạn với giá ưu đãi. Vâng, và cái mẫu này thì chúng ta sẽ sao bộ dập từ bộ dập chính ra cái bộ dập này bạn nhé. Thì đây là một mẫu cấu trúc đối xứng, nên là bạn chỉ cần sao một nửa thân trước và một nửa thân sau cho tôi thôi nhé. Và một cái tay thì bạn cũng chỉ sao lấy phần khuỷu tay thôi. Thôi, nếu các bạn đã sẵn sàng cho cái bài giảng ngày hôm nay thì chúng ta ngay bây giờ sẽ bước vào bài giảng tuyệt vời này. Xin mời tất cả các bạn. Vâng, các bạn sẽ cắt cho tôi ở phần eo ra, vì mẫu này là mẫu có đường cắt eo nhé. Bạn cắt cả thân trước, thân sau. Đây, và chúng ta sẽ thiết kế cái phần bên trên trước. Ở phần thân trước này, các bạn sẽ vẽ cho tôi cái cổ. Đó. Thì cái vai này, ở từ vai này các bạn đánh vào cho tôi 1cm bạn nhé. Đấy. Và sau đó chúng ta sẽ vẽ cái cổ này. Cái cổ này nó giống như là một cổ thuyền. À, các bạn cắt bằng này. Mỏ vai bên này các bạn cũng đánh vào cho tôi là 1cm. Đây là cổ thân sau. Và chúng ta cũng vẽ ngang ra như thế này. Thân sau thì chúng ta sẽ vẫn giữ cái ly đi chiếc cơ bản này bạn nhé, đi dọc này bình thường. Và chúng ta sẽ vẽ cái canh vải. Cái này thì sẽ là thân sau này, nhân hai vải chính, nhân hai lót. Được chưa? Bây giờ chúng ta làm cái phần thân trước nhé. Thì khi bạn nhìn thân trước thì bạn sẽ thấy rằng cái mẫu này nó sẽ chỉ có một cái ly dọc thôi.
tức là cái ly brand này người ta đã bỏ. Thế thì cách làm cái này rất là đơn giản, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp xoay chuyển ly nha, là một trong những cái phương pháp mà rất là căn bản của 2D. Nếu mà bạn chưa nghe bao giờ thì bạn nên tìm hiểu về cái phương pháp xoay chuyển ly nhé. Nó có rất nhiều kiểu, đây là kiểu cơ bản nhất thôi. Thì bạn sẽ chấm cho tôi một điểm ở trên đỉnh cực này, và sau đó bạn sẽ vẽ thẳng xuống đây phần chân. Ok, và bạn cũng làm tương tự như vậy với cái phần men. Bạn sẽ cắt ở đây. Cái phần này chúng ta vẽ theo cái lý thuyết thôi, nhưng mà thực tế thì khi chúng ta cắt thì các bạn nhớ cắt như thế này này, là theo cái đường này. Bởi vì là cái đường này nó sẽ không phải là đường may may liền, đúng không? Nó sẽ là đường chiết theo kiểu là dạng mở. Thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều nhá. Bạn sẽ cắt như thế này, cắt theo đúng hình cái ly gốc của nó. Và nhớ là uốn lượn. Đấy, hình chính xác nó là như thế này bạn nhé. Đấy, bạn nhìn kỹ chưa? Đấy, nó phải uốn lượn như này thì nó mới đẹp. Rồi bạn bổ cái này lên đây cho tôi. Và chúng ta sẽ đóng cái band này lại. Và rất là nhanh chóng chúng ta đã xong được cái phần này với cái cách làm xoay chuyển ly. Thì kiến thức xoay chuyển ly thì các bạn lưu ý là nó rất là nhiều. Đây là cái gọi là căn bản của căn bản nhất. Nếu mà các bạn muốn làm nghề mà phát triển thì đặc biệt là cái phương pháp 2D ấy, các bạn muốn nắm chắc thì tôi có lời khuyên cho các bạn là hãy tìm hiểu kỹ, học kỹ và thực hành cái phương pháp xoay chuyển ly nhá. Cái đấy là rất là kỳ diệu và nó có rất nhiều cách, có rất nhiều kỹ thuật khác nhau về xoay chuyển ly, từ căn bản như thế này cho đến những cái mà cao cấp phức tạp. Thì nếu mà bạn nào có nhu cầu muốn tìm hiểu sâu về cái này thì tôi xin mời bạn tham gia cái khóa học 6D online. Ở khóa học đấy bạn sẽ được học riêng 20 kiểu xoay chuyển ly, từ căn bản đến nâng cao đến cao cấp, và đặc biệt là có cái phần thực hành hướng dẫn những cái mẫu rất là đặc biệt, rất là cần thiết cho công việc của các bạn để các bạn làm hàng sản xuất. Ngoài ra thì khóa học 6D online còn ngoài học 2D ra bạn còn được học 3D nữa. Phương pháp 3D là thiết kế trên mannequin, thì các bạn thấy là nó rất là tuyệt vời nhé, nó cực kỳ là tuyệt vời. Ngoài ra bạn sẽ được học một phương pháp nữa là phương pháp 1D, là xác định kiểu dáng. Tức là gì? Khi bạn nhìn hình ảnh trên như thế này á, là bạn ngay lập tức thông qua phương pháp đó bạn có thể biết được chính xác các cái kích thước của những cái chi tiết này. Ví dụ cái tay này như thế nào, cái nơ này như nào. Đấy, thì trong khóa học đấy tôi sẽ có những cái bài giảng huấn luyện cho các bạn để các bạn có thể học cái đấy. Thì tất cả những người muốn làm nghề chuyên nghiệp và nâng cao thì chắc chắn bạn sẽ phải học cái khóa học 6D online đấy. Rất là tuyệt vời, học online bạn học được ở mọi lúc mọi nơi nhá. Thì chia sẻ một chút như vậy với những cái anh chị đang muốn làm nghề chuyên nghiệp. Đấy, làm nghề chuyên nghiệp thì nó sướng hơn rất nhiều, bởi vì nó sẽ tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đó, ở đây chắc chắn là có những người đang học khóa học 6D online của tôi, thì các bạn có thể comment những cái lời mà nhận xét giúp tôi về những cái mà bạn đã nhận được, kiến thức bạn nhận được, để cho những người họ đang tìm hiểu về khóa học này họ có thêm động lực để họ quyết tâm tham gia nhé. Đây là khóa học cực kỳ hay mà bạn sẽ phải học, chắc chắn là bạn sẽ phải học nha. Chất lượng đến từng bài giảng, từng bài giảng một rất là hay. Rồi, đây là thân trước đúng không, nhân một vải chính, bởi vì là gấp đôi nhé, nhân một lót. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần thân phía chân xòe phía dưới. Chân xòe phía dưới thì bạn lấy cho tôi hai cái phần chân mà chúng ta vừa cắt ra này, và chúng ta làm cái phần thân phía trước đầu tiên. Bạn sẽ kẻ ra đây cho tôi như thế này. Cái phương pháp để tạo ra cái chân xòe thì nó có cái phương pháp mà nhanh nhất là cái phương pháp mà tôi đã dạy các bạn rất là nhiều lần, đúng không? Tuy nhiên cái điều quan trọng nhất là bạn cần phải phân tích được cái tỷ lệ, đúng không? Bởi vì cứ mở xòe một cách là không có hiểu biết thì cái dáng nó sẽ rất là xấu, nó bị xòe quá, được chưa? Và bạn phải có cái sự phân tích nhá. Thí dụ bây giờ nhìn vào cái này là bạn phải biết được là cái này nó sẽ mở bao nhiêu nhá. Thì đặc biệt là trong các khóa học mà có phí của tôi thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn kỹ về cái phần này.
Đó, cái này nó tinh tế và nó mình không hiểu biết, mình cứ mở bừa ra cái tỷ lệ nó không chuẩn thì nhìn nó xấu các bạn. Đây các bạn cắt lên này cho tôi. Mẫu này thì như tôi quan sát thì để cho nó đẹp thì các bạn sẽ đặt ở đây. Và các bạn nhích ra đây một chút cho tôi nha. Thì là sẽ là rất là vừa. Vâng, bạn thấy là cái phương pháp của Vũ Trần Hải đang hướng dẫn cho các bạn mà nó dễ hiểu, nó đơn giản, dễ hiểu mà nó chuyên nghiệp thì các bạn hãy comment ở đây là thầy Hải dạy dễ hiểu, chuyên nghiệp. Chỗ này bạn sẽ mở là khoảng 8mm nhé, ở cái phần ngang mông, thấy chưa nào? Và sau đấy bạn lấy cho tôi một cái tờ giấy như thế này, tờ dán vào đây. Bạn hãy comment xuống đây để tôi có thêm động lực. Bởi vì thưa các bạn là làm video này á là rất là vất vả. Hàng ngày thì tôi phải làm các cái video cho các cái bài giảng có phí. Và bây giờ khi mà tôi đang làm cái video này cho các bạn thì bây giờ đang là hơn 10 giờ đêm rồi nhá. Phải bỏ vợ bỏ con ở nhà để mà đến chỗ làm việc để mà quay video như thế này cho các bạn. Thì bạn sẽ thấy rằng là tôi là một người rất là có tâm, cũng như là có cái công, cái sức, bỏ hết tâm sức ra để mà làm những cái bài giảng miễn phí như này. Đó, rõ ràng là tôi chả có thu được cái lợi nhuận gì ở đây, nhưng mà tôi đã làm thì tôi sẽ làm hết sức, tâm hết sức. Đấy, nói như vậy để làm gì? Không phải để khoe đâu, mà để các bạn ý thức được rằng những cái bài giảng này nó rất là giá trị. Nên là bạn hãy dành thời gian xem nó một cách trân trọng, cũng như là nếu mà được, xin hãy comment cho tôi những cái lời động viên, vì điều đấy rất là tuyệt vời đối với tôi nhé. Bạn sẽ cắt cái này ra cho tôi. Chúng ta dán bù giấy vào đây nhé. Tinh thần quan trọng lắm các bạn ạ. Khi mà mình có một cái tinh thần tốt ấy, một cái sự phấn khởi ấy, một cái mục tiêu nó ý nghĩa ấy, thì mình cảm thấy mình làm việc nó không mệt mỏi. Đấy. Và các bạn có công nhận thấy không? Khi mà mình vui vẻ thì mọi thứ làm nó sướng. Nó thấy là rất là năng lượng. Đấy. Cho nên là đôi lúc là rất là cần những cái lời động viên. Vũ Trần Đức Hải không cần bạn gửi tiền hay là tặng quà cho tôi làm cái gì cả. Nhưng tôi rất cần cái lời động viên của các bạn. Đó. Thế là vì sao mà cái cách phương pháp mà tôi chọn để mà dạy cho các bạn là tôi thích nói chuyện đó. Bởi vì nói chuyện thì chúng ta mới có cái sự giao tiếp. Và như vậy á, thì nó tuyệt vời hơn là không nói chuyện, đúng không? Bạn có nghĩ rằng là nói chuyện là rất là tuyệt vời không ạ? Nếu mà bạn nghĩ rằng khi tôi giảng tôi nói chuyện này rất là tuyệt vời thì bạn hãy comment là thật tuyệt vời. Bởi vì tôi biết là nhiều bạn đang xem như này, các bạn cũng có nhu cầu muốn nói chuyện, đúng không? Chứ còn chả ai thích là cứ chỉ có xem không và thầy Hải chả nói gì cả thì nó buồn lắm. Có công nhận như thế không ạ? Rồi, công nhận thì hãy comment xuống đây. Phải có giao tiếp, đúng không? Giao tiếp thật tuyệt vời. Đó, rồi bây giờ cái phần chân xòe này cũng thế, bạn cần phải chọn được cái độ mở. Nó phải chuẩn. Ở đây độ mở đây nhá, là bạn sẽ mở cho tôi ở vị trí ngang mông này là 1.5cm. Ở đây là 0.8 đúng không? Đó. Bạn đo cái này này, xong bạn đặt ở đây. Thì mình sẽ có cái đường này. Được chưa nào? Đó, bạn sẽ thấy rằng cái phương pháp này tôi hướng dẫn bạn rất là dễ hiểu. Và khi mà tôi làm đến đâu thì tôi sẽ nói cho các bạn là vì sao chúng ta làm như thế, đúng không nào? Đó. Khi mà tôi làm cái công tác đào tạo này thì thưa các bạn là sứ mệnh của tôi nghĩ rằng tôi không chỉ đơn giản là dạy cho các bạn về kỹ thuật đâu, tôi còn dạy cho các bạn về tinh thần làm việc và tình yêu đối với nghề nghiệp, đối với cái công việc làm thiết kế thời trang. Tôi muốn truyền cho các bạn những cái cảm hứng. Đấy, bạn hiểu rằng là nếu mà bạn đang gặp khó khăn thì nó không vấn đề gì cả. Bởi vì rất nhiều người gặp khó khăn còn nhiều hơn bạn, ngay cả bản thân tôi thế. Khi mà tôi làm, có rất nhiều cái cản trở nó đến với mình. Nhưng hãy biến những cái cản trở đấy thành cái mà thử thách nhá. Và chúng ta cần phải vượt qua những cái thử thách đấy nhá. Chứ còn đừng có trách cứ bất cứ một cái gì cả. Bởi vì khi bạn trách cứ, bạn đổ lỗi cho số phận thì khi đó bạn sẽ là một người thất bại nhá. Còn khi bạn đối mặt với nó, bạn quyết chiến với mọi thử thách thì cái cơ hội bạn trở thành người thành công, chiến thắng rất rất là cao nhá. Đây là cái chia sẻ trong việc mà phát triển công việc cũng như phát triển bản thân, bạn nên áp dụng nhá. Tôi đã áp dụng rất là nhiều rồi và tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm. Những cái thành công của tôi đến từ cái việc mà tôi đã vượt qua được những cái
khó khăn, những cái tôi biến những cái mà khó khăn thành những cái thử thách. Và ngày hôm nay thì tôi rất là hạnh phúc vì đạt được điều đó. Thì tôi cũng rất là mong các bạn hiểu ra được cái triết lý này để mà các bạn cũng sẽ đạt được những cái thành quả của các bạn cho công việc. Hãy vui lên và yêu nghề hơn, chăm chỉ hơn, chăm học hơn nhá. Và hãy tham gia cái cộng đồng tích cực để mình sẽ trở thành những con người tích cực, được chưa nào nhá. Hãy tham gia những lớp học chuyên nghiệp để mình sẽ trở thành con người chuyên nghiệp. Nào, hãy ghi vào đây, tôi sẽ tham gia những lớp học chuyên nghiệp. Dù bạn có tiền hay bạn chưa có tiền, không sao cả, bạn vẫn có thể tham gia những lớp học chuyên nghiệp như thế này với tôi nhá. Còn đương nhiên bạn có tiền, bạn sẽ có thể tham gia được lớp học tuyệt vời hơn nữa nhá. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vẽ cạnh phải đây. Chỗ này là thân trước này, nhân một vải chính nhân một lót nhá. Phần lót bạn cắt ngắn cho tôi kém khoảng 5 cm so với phần chính nhá. Và chiều dài thì đây là đang là 60 cm, và bạn muốn nó dài hơn thì bạn làm dài hơn. Thực tế là mẫu này là bạn sẽ phải cộng thêm 15 cm nữa cho tôi nhá, nhưng mà đây là tôi đang để độ dài căn bản thôi. Ok, và chúng ta làm thân sau với tương tự như vậy. Thân sau thì để cho nó ôm vào cái phần mông ấy, nó đẹp ấy, thì các bạn sẽ không, sẽ đóng sát vào mà mình sẽ không mở ra một chút nào nhá. Đấy, nó chỉ một chút thế thôi mà nó rất là tinh tế. Thì vì sao mà mình mới thấy là có những cái sản phẩm cũng là cái thiết kế như vậy, nhưng mà sao có những sản phẩm có những người thiết kế nhìn dáng nó trẻ, nó đẹp, nó tôn dáng thế, nhưng mà có những người thì trông nó cứ sộc sạch, nó cứ trông nó cứ già già, nó cứ lúa lúa đấy. Thì đây là tôi nói với bạn, đấy là nguyên do, tức là tinh chỉnh sự một cách rất là tinh tế nhá. Một vài ly thôi nhưng mà trông cái dáng nó khác, bạn có công nhận không? Đấy, hãy ghi xuống đây, tuyệt vời quá. À, mọi thứ phải tinh chỉnh nhá, tuyệt vời quá. Đây, chúng ta sẽ lấy tờ giấy nữa cho vào đây. Sau nhân 2 vải chính. Ok, chỗ này bạn tra khóa này, may đến đây nhé, tra khóa. Đây là sườn, thấy chưa, đây là sườn. Rồi, như vậy là rất là nhanh, chúng ta đã xong phần chân nhé. Thì phần chân nó đơn giản như này thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ lên cái phần bên trên, là chính là phần tay áo, là cái phần mà điểm nhấn của chiếc đầm này. Xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi cái phần bên trên này nhá, cái phần thiết kế bên trên này. Các bạn sẽ lấy cái form tay cơ bản ra và chúng ta sẽ sao cho tôi một phần từ khuỷu tay lên phía trên này nhá, chiều dài là đến khuỷu tay. Và chúng ta sẽ bắt đầu thiết kế cái phần tay này. Các bạn sẽ tính cái chiều dài của tay, thì không bao giờ chúng ta sẽ làm bằng khuỷu tay bạn nhé, bởi vì nếu mà làm bằng khuỷu tay thì khi mà cử động ấy, nó cọ vào cái phần khuỷu tay rất là khó chịu. Thì bạn cần phải lấy lên ngắn hơn hoặc dài hơn. Đấy, thì bạn làm cho tôi ngắn hơn là tôi sẽ để là 3 cm nha. Ngắn hơn 3 cm, được chưa nào? Chúng ta gặp luôn ạ. Rồi, sau đó các bạn sẽ kẻ ngang này cho tôi. Thì để làm cái phần tay này á, thì nó có nhiều phương pháp các bạn nhé. Có phương pháp làm theo 2D, tức là làm trên mặt phẳng như thế này. Có phương pháp làm 3D, 3D thì là làm trên mannequin nhé, làm trên khối mannequin. Thì phương pháp 2D hay 3D thì đều rất là ok. Phương pháp 2D thì nó được cái là rất là nhanh và tiện, bạn không cần mannequin bạn vẫn có thể làm được. Còn phương pháp 3D thì nó hay ở chỗ là bạn làm nó sẽ, mình sẽ tinh chỉnh được theo đúng cái ý của mình nhá. Thì phương pháp 3D là phương pháp mà cao cấp hơn nhá. Tuy nhiên là rất nhiều bạn thì vì không có mannequin cho nên là các bạn sẽ rất là muốn thầy Hải dạy theo phương pháp 2D, đúng không? Thì ở trong bài này tôi sẽ dạy bạn theo phương pháp 2D. Với phương pháp 2D thì các bạn sẽ như thế này, chúng ta sẽ cần phải lấy cái phần, một cái thân trước nhá. Và sau đó bạn sẽ đặt lên cho tôi cái phần tay như thế này nhá.
phần tay này là sau này nó may vào, nó may như thế này, đúng không nào? Cái phần ở trên này nó phải chạm với cái vai, và chúng ta phải cho nó khớp với cái phần này, để cái này nó sẽ là tương đương cái độ chéo sau này mà chúng ta may lên nhá. Đó, tôi sẽ cắt ngắn cái tay này một chút nữa nhé, tức là chúng ta sẽ cắt thêm hai phân nữa, bởi vì như này là tôi thấy vẫn dài so với cái tỷ lệ của mẫu, hai phân nữa. Thế thì như vậy là tổng là 5 phân nhé, 2 cm này. Chúng ta cắt nữa đi, như thế tỷ lệ nó sẽ đẹp hơn. Đó, và cái phần tay này bạn đánh nhỏ đi cho tôi là 1 phân nhé, đánh chéo thì dáng tay nó sẽ đẹp, nó sẽ trẻ hơn. Ok, đó, thì sau đó chúng ta sẽ đặt vào đây. Bạn sẽ đặt vào đây cái phần ở phía cái chỗ mang tay này, nó sẽ đặt sát vào cái thân này nha. Đó, được chưa nào? Ok. Và bạn sẽ dán tạm thời vào đây, nhìn thế này. Đó. Khi chúng ta dán này xong thì các bạn sẽ lấy cho tôi một cái tờ giấy, chúng ta đặt ở phía bên dưới như thế này. Và chúng ta sẽ thiết kế. Tôi sẽ làm rất là từ từ để các bạn có thể quan sát rõ được nhá. Đó, thì chúng ta sẽ, thứ nhất là chúng ta, các bạn sẽ vẽ lại cho tôi cái phần cổ này. Chúng ta vẽ cái này phần chính giữa này. Và các bạn có thể phát như thế này. À, đây là phần tay, đúng không ạ? Rồi, thì cái hình của cái tay này nha, yeah, nó sẽ đi đi chéo này này, à, nhìn đâu, nó có phần chéo này, đó, xong là nó mới đi gập như thế này để nó thắt lên này, thấy chưa? Đấy, chúng ta cái này là chúng ta đang phát, bạn cần phải có khả năng phát như thế này. Khi mà mình phát xong thì mình mới ra được cái con số bạn nhé. Thì đây là cách thiết kế rất là bài bản. Để học được, để biết được cái này thì bạn phải rèn luyện rất là nhiều. Và như tôi đã chia sẻ thì bạn nên tham gia các khóa học có phí của tôi, đặc biệt là khóa học 6D thì bạn sẽ được học tất cả những kỹ năng này. Rồi, ở đây thì là thành phẩm là chúng ta sẽ lên đến đây, đúng không? Nhưng thực tế để tạo ra cái ly, nhiều cái ly xếp đây thì cái này nó sẽ đưa xuống đây. Đó, cái này nó sẽ đưa xuống đây bạn nhé. Đấy, bạn muốn nhiều ly thì bạn đưa xuống nhiều, muốn vừa vừa thì bạn như thế này, được chưa nào? Rồi, nếu mà bạn đã hiểu được cái phương pháp rất là đơn giản này thì bạn hãy comment đây, hay quá nhá. Rồi sau khi mà chúng ta, đây tôi sẽ chấm chấm vào đây để bạn nhìn rõ. Ok, sau khi xong thì các bạn sẽ lấy con lăn, lấy cái con lăn. Kè lại cái này cho nó chính xác. Chúng ta sẽ bỏ cái này ra. Và các bạn sẽ kẻ cho tôi một cái hình như này. Đi lại cái nét, nét chỉ, đúng không? Cái phần cổ thì cái này nó sẽ nối với cái phần tay, nên là các bạn sẽ kẻ thẳng như này cho tôi. Đi ra chỗ mỏ vai luôn nhá. Đấy, đi ra chỗ mỏ vai luôn. Được chưa nào? Thế thì ở đây bạn sẽ thấy rằng có một cái đường ở đây, đúng không? Thì chúng ta sẽ lấy cái trục này làm chính giữa này. Và chúng ta sẽ sao cái này sang. Và đo cái đường này từ đây đến đây là bao nhiêu? Ở đây là 4 cm, thì chúng ta đo sang đây 4 cm. Đó, đối xứng qua cái trục này. Đó. Và chúng ta sẽ tính được, chúng ta sẽ kẻ như thế này, được chưa nào? Đấy, yeah, đấy, và chúng ta đối này là xong. Lấy cái hình này ra. Đó, cái phần này là phần 2D đúng không? Bạn sẽ thấy rằng là vì sao tôi dựng được như thế này thì bạn cứ làm nhiều thì bạn sẽ hiểu ra. Đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cắt. Ở đây bạn có thể gặp đôi luôn, bởi vì cái chỗ phía dưới này nó là liền bạn nhé. Thì mình cắt một phát là được 2 miếng. Gặp đôi này cho tôi.
Đây bạn sẽ nhìn thấy là như thế này. Chúng ta gập lại cái đường này. Bạn đặt vào đây thì có phải là nó sẽ khớp như thế này không ạ? Đúng ạ? Đó, thì bây giờ bạn đã hiểu chưa chưa? Được chưa? Thế nhưng mà bây giờ là mới làm phần nơ thôi. Bây giờ chúng ta phải kết hợp cái nơ này với cái tay. Đó. Tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách làm cái tay này rất là hay mà. Ok, chúng ta để đây. Bây giờ chúng ta lại tách cái phần tay này ra. Đây nhá, mở nó ra này. Sau đó bạn sẽ cắt đôi cái phần tay này ra cho tôi. Giờ tách đôi ra như thế này. Và bạn mở cái này ra. Sau đó chúng ta dán vào đây. Này chúng ta dán vào đây. Đây bạn thấy hay không? Đấy, bây giờ nó mới thành hình nhá. Hình này là mới là hình chuẩn này. Đó thì cái lúc mà chúng ta may thì bạn sẽ gập cái này vào. Được chưa? Chúng ta gập đôi cái này vào sau khi chúng ta cắt xong này. Sau đó các bạn là nhẹ cho tôi một cái đường này ở chính giữa này. Là nhẹ thôi, đừng là ấy quá, là chết quá. Chết thì mình là chết phía trên này, phía dưới này nó nhẹ nhẹ thôi thì nó mềm nhá. Đừng có chết cả dưới này. Ở trên này tôi nhắc lại là kỹ ở phía trên này. Đó. Sau đó cái này chúng ta sẽ gập ở vị trí này và vị trí phía dưới này. Chính là cái vị trí này này, vị trí chúng ta vừa đánh dấu đấy. Và chúng ta tra với phần thân trước và thân sau như thế này nhá. Đó thì cái này sau này may vào đây thì sẽ gập như thế này. Đó. Bạn thấy chưa? À. Rồi. Cái chỗ này thì mình sẽ tạo cái ly xếp. Ly xếp như thế này. Được chưa? Đây các bạn ơi. Đấy, ly xếp như này. Và cái chỗ này chúng ta sẽ nối với cái tay bên này, tay bên trái nối với tay bên phải ở đây. Và sau đấy chúng ta lấy cái nơ, cái làm cái dây nơ ấy, cái dây lộn để chúng ta làm cái củ nơ để giữ. Đó. Bạn có thấy là cái phần hướng dẫn tay này của Vũ Trần Đức Hải rất là dễ hiểu và tuyệt vời không ạ? Nếu mà bạn thấy tuyệt vời hãy comment xuống đây để tôi sẽ dành cho các bạn những cái kiến thức tuyệt vời hơn nữa. Hãy comment đây, tuyệt vời quá nhá. Ở phần tay này nếu mà bạn có muốn điều chỉnh tăng cái khối ở đây ra thì cách đơn giản là chúng ta mở cái này ra. Hoặc là mở chính phần này ra, đẩy nó ra là nó sẽ được nhá. Mình sẽ điều chỉnh, tinh chỉnh nếu khi mà bạn làm thực tế ấy. Cái này thì ở kiến thức chuyên sâu thì tôi sẽ hướng dẫn thêm cho bạn. Đó, đấy, nhưng mà như thế này rất là tuyệt vời rồi, đúng không? Đấy. Và chắc chắn là bạn muốn xem ở trên Mannequin thì nhìn nó cụ thể nó như thế nào thì ngay bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem trên Mannequin. Nhưng trước khi xem thì hãy ghi cho tôi chữ tuyệt vời quá đi. Ghi chữ tuyệt vời quá đi, bởi vì là cái phần cái tay này là cái phần điểm nhấn mà tôi đã hướng dẫn cho các bạn rất là dễ hiểu, đúng không? Làm rất là, tôi phân tích cho các bạn vì sao chúng ta làm như thế. Đó, tuyệt vời quá. Vâng, rất là cảm ơn tất cả các bạn đang comment đây. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng xem nó ở trên Mannequin nhá. Bây giờ ngắm lại ảnh gốc này nhá. Xin mời tất cả các bạn. Vâng, và xin mời tất cả các bạn, chúng ta cùng chiêm ngưỡng em nó ở ngay phía dưới đây thôi. Xin mời tất cả các bạn. Nào, các bạn thấy cái tay có đẹp mê hồn không ạ? Vâng, rất là tinh tế và tuyệt vời đúng không ạ? Quan trọng là tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta làm nó dễ như thế nào. Ngay một phát là có thể làm được chính xác. Cái mẫu này rất là dễ, rất là đẹp đúng không? Và đương nhiên bạn cần phải xem hết cái video này của tôi thì bạn mới biết được cách làm như thế nào phải không ạ? Tôi sẽ cho bạn thấy là ngay cả những cái phần mà phần ngực này là phần làm xoay chuyển ly căn bản. Nhưng nếu bạn không biết cách làm thì không bao giờ nó sẽ đẹp và nó ôm ở trên ngực nhá. Nếu bạn làm theo kiểu thông thường, kiểu mà các bạn học ở đâu đó thì cái này nó sẽ không ôm được nhá. Và của tôi thì nó ôm, nó tôn cái quả ngực này lên. Đó, bạn thấy không? Rồi cái chân xòe này rất là mê. Và chút nữa tôi sẽ nói cho bạn cách để may tổng thể cái bộ đầm này. Nhưng mà trước hết thì các bạn lưu ý này. Các bạn lưu ý này, để làm cái form này chuẩn thì bạn cần phải phát triển trên cái form dập siêu chuẩn này, gọi là dập gốc đấy nhá. Thì hãy liên hệ sớm với chúng tôi để mà có bộ dập này với cái giá ưu đãi là 395.000. Và còn một điều nữa thì thưa các bạn, nếu các bạn muốn đi chuyên nghiệp với nghề, làm nghề một cách nghiêm túc và có tiền phát triển thì tôi khuyên các bạn hãy vào các cái lớp học có phí của Vũ Trần Đức Hải. Nơi đó bạn sẽ được học một cách bài bản, bạn học từ những cái bài căn bản nhất
nâng cao dần, và những cái bài chuyên sâu rất nâng cao với những cái mẫu rất là tuyệt vời. Rất nhiều người đang học khóa học này của Vũ Trẻ Đức Hải rồi, và các bạn, tôi tin chắc rằng các bạn sẽ không muốn mình là người chậm trễ nhá. Đừng chậm trễ, bởi vì chậm thì trâu chậm thì uống nước đục. Hãy ngay lập tức tham gia sớm các cái khóa học của Vũ Trẻ Đức Hải. Và hiện nay tôi đang có những cái khóa học thiết kế học online, bạn có thể ở đâu, bất kể đâu bạn đều có thể học được những khóa học này, không cần phải đi học trực tiếp làm gì cả. Và cái ưu đãi về học phí thì rất là lớn. Hiện nay tôi có lớp thiết kế dập diệu kỳ, thiết kế dập chính xác và thiết kế dập 6D là ba khóa học bạn cần học ngay lập tức. Còn nếu bạn muốn làm những cái hàng cao cấp hơn nữa, đẳng cấp hơn nữa thì xin mời bạn vào lớp thiết kế cung ngực chuyên sâu. Đây là một khóa vô cùng đẳng cấp mà tôi đang trực tiếp làm những cái bài giảng để mà làm những cái mẫu mới nhất, xịn sò nhất. Và tôi còn dạy cho các bạn, ngoài thiết kế tôi còn dạy cho các bạn kỹ thuật may trong khóa cung ngực này nhá. Thì để tham gia các khóa học này, bạn có thể để lại số điện thoại của mình xuống phía dưới này, hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại 0792666128 để các bạn được chúng tôi tư vấn kỹ xem là khả năng, trình độ của các bạn như thế nào, thì nên học khóa học nào. Chúng tôi sẽ tư vấn giúp bạn để bạn chọn được khóa học thực sự hữu ích và bổ ích nhá. Còn cái mẫu này thì chúng ta may, thì ở phần dưới này chúng ta may như một cái đầm thông thường các bạn nhé. Các bạn lưu ý là cái phần ngực này chúng ta may phải rất là khéo để nó không bị nhọn ngực nhé. Và sau đó kỹ thuật là cũng rất là quan trọng. Rồi cái phần chân này thì nó đơn giản rồi, không có gì nhé. Riêng phần tay này thì các bạn lưu ý này, ở đây là cái đường gập đôi nhé, ở đây là cái đường gập đôi, được chưa? Còn ở phía trên này thì chúng ta sẽ là quay lộn cái cạnh trên này, được chưa? Đó, sau đấy chúng ta quay lộn xong thì các bạn sẽ chắp cái tay này. Thì cái tay này các bạn lưu ý nhé, là mang trước mang sau các bạn phải đánh dấu vào, bởi vì nó không giống nhau. Nếu mà mình tra ngược thì cái tay nó sẽ bị quắp ra đằng sau, nó không đưa ra phía trước một cách tự nhiên nhé. Thì hãy ghi mang trước mang sau, được chưa nào? Và khi mà chúng ta tra xong phần tay thì bắt đầu chúng ta mới xếp cái ly này vào và nối hai cái phần này với nhau. Sau đó bạn sẽ lấy một cái dây quay lộn nhá. Có cái kích thước khoảng 2 cm nhá, 2 cm, 2 đến 3 cm, thì bạn làm, và sau đấy bạn sẽ thắt vào đây để che đi cái đường khâu nối giữa hai cái tay này nhá. Đó thì nó sẽ tạo ra một cái tay rất là đẹp, và tôi tin chắc rằng những người chưa xem video này sẽ không bao giờ làm được cái tay này đẹp như này đâu. Còn bạn xem video này thì xin chúc mừng bạn, bởi vì bạn đã biết được bí quyết làm một cái mẫu rất là tinh tế như thế này. Nếu bạn thấy cái video này nó hay thì hãy cho tôi xin một like, một chia sẻ bình luận nói về cảm xúc của bạn. Và hãy nhớ rằng hãy đăng ký kênh để chúng ta còn gặp nhau ở các cái bài giảng tuyệt vời tiếp theo nữa. Nhớ rằng những cái bài giảng này tôi làm rất là mất công mất sức. Vì vậy hãy cho tôi những lời bình luận, những lời cảm xúc để tôi có thêm động lực tôi làm. Và hãy nhớ sau khi xem xong thì thực hành ngay lập tức, và đăng cái hình ảnh sản phẩm bài tập của bạn lên nhóm nhà thiết kế thời trang Pro, đường link ở phía dưới này, phía dưới phần mô tả này, nhấn vào đấy thì bạn sẽ được tham gia cái nhóm cộng đồng của Vũ Trẻ Đức Hải. Vũ Trẻ Đức Hải Master xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn tại các bài giảng tiếp theo. Hãy có cho mình trên tay bộ dập xịn sò này để tiếp tục chiến đấu nha, làm những cái mẫu tuyệt vời hơn nữa. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye. Cảm ơn và chúc mừng các bạn đã xem hết video cùng Vũ Trần Đức Hải. Để không bỏ lỡ những video tuyệt vời tiếp theo, hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, nút subscribe, hoặc nhấn vào xem các video tiếp theo nằm bên trái hoặc bên phải của màn hình. Vũ Trần Đức Hải xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.